thưa quý vị và các bạn mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc gây lũ lũ ống sạt lở đất ngập úng diện rộng mưa lũ tại một số địa phương đã rút thế nhưng để lại phía sau là những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản và thậm chí là để lại nhiều nguy cơ bệnh tật lâu dài không chỉ tại các tỉnh miền núi phía bắc các tỉnh khu vực tây nguyên cũng đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài bất thường thiệt hại về người không gì có thể bù đắp Thế nhưng các địa phương đang nỗ lực chung tay cùng người dân sửa chữa những gì còn sót lại, giúp cho người dân từng bước ổn định cuộc sống. Thế nhưng có lẽ điều mà mỗi người dân mong mỏi sau mỗi lần mưa bão đi qua sẽ không còn là những mất mát đau thương. Và để cùng góp phần tìm ra những giải pháp phòng chống thiên tai, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mai Đăng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Thủy Lợi để cùng trao đổi về vấn đề này. Xin chào anh Sang và xin chào các quý vị khán giả. Vâng, xin được cảm ơn ông ngày hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và trước hết xin mời quý vị và khách mời sẽ cùng nhìn lại tình hình mưa lũ trong những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Điện biên thiệt hại hơn 31 tỷ đồng do ảnh hưởng của mưa lũ. Mưa lũ ở Lai Châu ghi nhận thêm 2 người mất tích, thiệt hại tăng cao. Sơn La thiệt hại gần 12 tỷ đồng do mưa lũ. Những con đường tan hoang vì mưa lũ. Tây Bắc 9 người chết thiệt hại hàng trăm tỷ đồng vì mưa lũ. Đây là những thông tin liên tục được cập nhật trong những ngày qua trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dù chưa có con số thống kê cuối cùng, nhưng có thể thấy đợt mưa lớn kéo dài này đang gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Thống kê sơ bộ tại tỉnh Sơn La, Lai Châu và Yên Bái đã có 9 người chết, 3 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà phải di rời khẩn cấp. Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng lo ngại là khác với những năm trước, Tình trạng sạt lở diễn ra trong và sau mưa ngày càng trở lên nghiêm trọng, bất thường xảy ra trên diện rộng khiến nhiều địa phương phải di rời dân khỏi vùng sạt lở và cảnh báo để người dân không chủ quan trước thiên tai. Không chỉ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, tình hình sạt lở đất đá ở Tây Nguyên do mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Dự báo hình thái thời tiết xấu còn kéo dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và sẽ tiếp tục gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân và hạ tầng giao thông. Đây sẽ là thách thức lớn đối với các địa phương trong việc giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Có lẽ rằng là quý vị khán giả cũng như là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mai Đăng cũng vừa có thể thấy được tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp đang gây ra rất nhiều những thiệt hại nặng nề cho địa phương, trên cả nước. À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mai Đăng, ông đánh giá như thế nào về công tác ứng phó của các cơ quan chức năng của các địa phương và cả người dân trước, trong và sau mưa lũ tại các địa phương trong thời gian vừa qua? Các cơ quan chức năng của chúng ta từ trung ương địa phương và người dân thì làm rất tốt à, trong mọi tình huống. Thì chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta thì có, có hệ thống phòng chống thiên tai từ trung ương đến địa phương rất chặt chẽ và triển khai đồng bộ và đặc biệt là chúng ta có cái phương châm bốn tại chỗ cho là thế giới họ công nhận và đã dịch sang tiếng anh là for on spot nghĩa là chỉ huy tại chỗ này vật liệu tại chỗ này hậu cần tại chỗ vân vân và chúng ta đã làm rất tốt từ khi mà bão hay lũ mà dự báo từ ở biển đông và chúng ta toàn bộ hệ thống chính trị của chúng ta cũng đã um, vào cuộc đối với hệ thống cảnh báo và dự, và dự báo là một trong giải pháp phi công trình rất quan trọng trong pháp phòng chống thiên tai chúng ta cũng làm rất tốt. Có lẽ rằng mưa lũ gây ra thiệt hại nặng nề là điều mà tất cả chúng ta cùng đều đã thấy rõ. Tuy nhiên ở đằng sau đó thì à, sạt lở đất là một thực trạng mà thậm chí còn gây ra thiệt hại nặng nề hơn và cũng rất là khó lường. Vậy thì theo ông đánh giá thì thời gian gần đây tại sao lại xảy ra tình trạng sạt lở nhiều đến như vậy và thậm chí là diễn ra ở ngay tại thủ đô như đơn cử như là vụ sạt lở tại Sóc Sơn vừa qua. Vâng, chúng ta thấy rằng là bây giờ dân số tăng lên và như vậy vậy là chúng ta khai thác các hoạt động phát triển kinh tế rất nhiều chúng ta đã đào khoan rồi sạt san lấp xây dựng các công trình cơ sở tầng giao thông rồi xây dựng nhà cửa lấn chiếm vào các cái vùng rừng tự nhiên thì đấy đấy là cái can thiệp vào địa hình tạo độ dốc thứ hai là trong thời gian gần đây thì có sự tác động của biến đổi khí hậu nên nó thay đổi cái chế độ thủy văn cái chuyện có thể mưa nó lượng mưa nó lớn về mùa lũ và thời gian mưa nó dài hơn nó làm cho nền đất yếu mềm hơn và kết hợp với địa hình dốc mà can thiệp bởi con người nữa thì nó tạo ra các cung cung trượt dễ xảy ra các hiện tượng trượt lở ở những cái vị trí mà dễ bị rủi ro dễ bị tổn thương nhất trong cái, cái vấn đề về, về sạt lở đất rồi lũ quét lũ ống ở miền núi. Dạ vâng ạ. À, như chúng ta cũng thấy thì trong những năm gần đây thì tình trạng lũ ống lũ quét và sạt lở đất xảy ra ngày càng gần với khu vực mà dân cư sinh sống. Điều đó thì cũng cho thấy rằng là bản đồ lũ đã có những thay đổi và những biến đổi so với trước đây. Vậy thì theo ông điều này đặt ra vấn đề gì đối với công tác quy hoạch ạ? À, hiện nay chúng ta biết là để làm tốt công tác quy hoạch thì chúng ta phải đánh giá lại hiện trạng. Hiện trạng hiện nay thì chúng ta nhìn thấy cái bản đồ dân số của Việt Nam chúng ta tăng rất nhanh. Hiện nay chúng ta có sự di chuyển dân số cơ học tức là từ miền xuôi lên miền núi từ thành phố miền núi cho nên là bây giờ các cái vùng miền núi chúng ta khai thác rất nhiều và bây giờ ở miền núi cũng phát triển cũng không không thua kém gì miền xuôi do vậy mà cái cái yếu tố về con người chúng ta phải đánh giá lại các mật độ dân cư ở từng vùng một bây giờ các hoạt động phát triển kinh tế khai thác tài nguyên khoáng sản rồi xây dựng các khu du lịch vui chơi nghỉ dưỡng resort ở các vùng miền núi, đặc biệt là các thành phố du lịch thì phải nói là rất là sôi động. Do vậy mà càng hoạt động nhiều, càng dân cư càng đông thì cái tính tổn thương càng lớn. Cho nên chúng ta phải giả soát lại quy hoạch ở những vùng đấy chi tiết hơn. Thì trước khi đó thì chúng ta phải thống nhất cái quan điểm là quy hoạch phải đúng dựa vào số liệu thực tế đánh giá hiện trạng số liệu kỹ thuật khoa học kỹ thuật phải đúng thứ hai là khi triển khai quy hoạch ấy, thì phải thực hiện nghiêm quy hoạch chứ không phải để quy hoạch treo hoặc là sau đấy lại điều chỉnh quy hoạch hay là thực hiện quy hoạch rồi nhưng mà lại không làm theo quy hoạch thì rất nhiều các vùng hiện nay là chúng ta xây dựng các khu dân cư là không làm theo quy hoạch cho nên là à, bị ảnh hưởng rất nặng nề về cái chuyện là lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Có thể thấy rằng là không, thời gian gần đây không còn hệ thống thời tiết bình thường như những năm trước đây. Vậy thì à, những diễn biến thời tiết cực đoan xảy ra trong thời gian này à, gần như là đến như một hệ quả của biến đổi khí hậu vậy thì phải chăng đã đến lúc chúng ta cần xây dựng một chương trình phòng chống thiên tai đặc thù phù hợp hơn với tình hình thực tế của khu vực miền núi ông? đã đến lúc mà chúng ta cần phải đánh giá lại, cần phải xem xét lại các tính đặc thù của các cái vùng miền núi, các vùng dễ bị tổn thương đó là gì? hiện nay là can thiệp quá nhiều vào điều kiện tự nhiên địa hình tạo nên các cái độ dốc địa hình rồi là bề mặt thảm phủ bị suy thoái, đặc biệt là suy thoái rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh rất nghiêm trọng. Do vậy mà chúng ta cần phải bây giờ phải tính lại cái tính đặc thù của vùng miền núi là đã thay đổi về địa hình địa mạo rất nhiều, đã thay đổi về thảm phủ rất nhiều, mật độ dân cư cũng đông hơn và phân bố dân cư cũng dày đặc hơn, cho nên chúng ta phải đánh giá lại. Dạ vâng ạ, bên cạnh những giải pháp nội tại thì những năm qua Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều những sự quan tâm và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống ứng phó thiên tai giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Vậy thì ông đánh giá về hiệu quả của những chương trình này như thế nào? và trong thời gian tới thì theo ông Việt Nam cần lưu ý đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo hướng nào để có thể thúc đẩy những chương trình ứng phó với thiên tai phù hợp và hiệu quả hơn nữa à, chúng ta phải đánh giá là cái, cái chúng ta được hỗ trợ mấy chục năm qua của các tổ chức quốc tế rất là tốt rất hiệu quả và hiện nay theo đánh giá của chúng tôi ấy, thì việc thiệt hại về người trong thiên tai nó giảm hơn ngày xưa rất nhiều cho đến nay thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã thống kê là khoảng chúng ta thu hút được hơn 2 tỷ đô la từ các cái nguồn lực quốc tế để phục vụ cho các công trình liên quan đến phòng chống thiên tai, thì và cái cái theo cái, 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 cái biểu đồ giải ngân hàng năm thì liên tục chúng ta tăng Đấy, hàng hiện nay chúng ta cứ mỗi năm chúng ta phải giải ngân hơn hơn 2 triệu đô la cho cái việc à, các công trình về phòng chống thiên tai về hợp tác quốc tế chúng ta tập trung vào cái việc tranh thủ các nguồn lực quốc tế về ứng dụng công nghệ cao trong công tác dự báo cảnh báo các hệ thống sử dụng các cái nguồn dữ liệu của các mô hình toàn cầu của các nước tiên tiến trên thế giới kết hợp với số liệu quan trắc trực tiếp thời gian thực của chúng ta và chúng ta phải tranh thủ cái hợp tác quốc tế với các lưu vực thâu sông ở thượng nguồn mà liên biên giới. Tiếp nữa là chúng ta tranh thủ cái việc trang thiết bị hiện đại quan trắc rồi là truyền tin, rồi là các mô hình phần mềm để dự báo cảnh báo chính xác, sớm, đa hiệu quả. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mai Đăng thưa quý vị và các bạn đến thời điểm hiện tại tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương vẫn chưa lắng xuống và đặc biệt là tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng hơn có thể thấy rằng giờ đây không còn hệ thống thời tiết bình thường như trong quá khứ những diễn biến thời tiết cực đoan xảy đến như một hệ quả của biến đổi khí hậu chính bởi vậy mà trước khi có một chương trình ứng phó thiên tai đặc thù với từng vùng miền như chúng ta mong đợi thì trước hết cần phải đẩy mạnh sự chung tay của cả cộng đồng và kêu gọi được cả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong hoạt động phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu rủi ro thiên tai nhiều nhất trên thế giới những năm gần đây, bên cạnh việc từng bước đồng bộ công tác dự báo, đến ứng dụng nhiều hơn các công nghệ hiện đại trong công tác phòng chống thiên tai, chính phủ đã bước đầu thành công với việc huy động được sự tham gia của cộng đồng chung tay phòng chống giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần quan trọng mang lại cuộc sống ổn định, phát triển cho người dân, đặc biệt là tại các vùng chịu nhiều rủi ro. Cũng có rất nhiều các bạn trẻ có thể thực hiện nghiên cứu những đề tài những ý tưởng phát hiện phát triển ra những trong web để uh, phát hiện được là uh, rủi ro thiên tai uh, dự báo trước được các vấn đề một vấn đề nào đấy ạ. Không chỉ cộng đồng trong nước, những năm qua Việt Nam đã có sự hợp tác với nhiều quốc gia và tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai. Điều này không những giúp thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật mà còn giúp Việt Nam huy động được nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp quan trọng, kịp thời giúp các địa phương và nhân dân vùng thiên tai. Có rất nhiều dự án chúng tôi đã cùng phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai để giảm thiểu các rủi ro thiên tai gây ra. Chúng tôi đầu tư vào các công trình để giảm thiểu tác động của thiên tai ở các đô thị, cũng như lồng ghép các thiết kế có khả năng chống chọi với khí hậu của Việt Nam. Và một trong những việc mà chúng tôi đang làm là làm việc với thành phố Huế để nâng cao năng lực cho các cơ quan liên quan trong quản lý rủi ro thiên tai và bảo hiểm thiên tai. Năm 2019, UNICEF hỗ trợ bổ dục đào tạo xây dựng triển khai khung trường học an toàn quan trọng nhất của khung trường học an toàn là giáo dục cho trẻ từ sớm kiến thức về thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là cách thức bền vững nhất để ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. UNDP cũng có thể nói là cái đơn vị đầu tiên giúp chính phủ Việt Nam ra được cái luật phòng chống thiên tai năm 2013 và cái luật đấy được sửa đổi năm 2020 vừa rồi. Thế và UNDP cũng đã đồng hành với chính phủ Việt Nam để mà tăng cường năng lực rồi xây dựng thể chế hình thành các cái bộ máy à, chuyên nghiệp. Một cái khía cạnh nữa rất là quan trọng đó là chúng tôi UNDP cũng tiến hành những cái tích hợp à, những cái giải pháp giải pháp đồng bộ và tích hợp để mà giúp cho nâng cao cái khả năng chống chịu à, thiên tai cũng như là khí hậu với người dân. Chúng tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ của các tổ chức này. À, người ta không chỉ đóng góp về 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 À, tiền bạc về vật chất những lúc mà Việt Nam à, có thiên tai mà cái quan trọng nhất đấy là à, qua các hoạt động của các tổ chức này thì à, chúng ta sẽ học được rất nhiều à, các cái kinh nghiệm các cái vấn đề về xử lý tình huống đặc biệt là những cái công nghệ mới những cách thức tiếp cận mới trong công tác à, giảm nhẹ à, rủi ro thiên tai và chính từ cái à, kết quả đó thì chúng tôi đã tham mưu và chính phủ đã đồng ý thành lập cái đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam từ nay đến cuối năm dự báo sẽ còn xảy ra nhiều đợt bão mưa lớn bất thường tiềm ẩn nhiều rủi ro chính vì vậy ngoài ý thức của mỗi người dân sự nỗ lực của cả cộng đồng và sự quan tâm hỗ trợ từ phía các tổ chức quốc tế thì rất cần các cơ quan quản lý sớm đưa ra được những kịch bản ứng phó phù hợp hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân